Đôi khi có người nắm lấy tay bạn và kéo bạn vào cửa hàng của họ để ăn uống. Tôi cũng có chút không thoải mái, nhưng đó là văn hóa. Vì vậy tôi cố gắng hòa nhập. Người Việt Nam thân thiện ấy mà. Vỉa hè tại Việt Nam không chỉ là thiên đường ẩm thực với du khách, mà còn là tấm gương phản chiếu nhịp sống đặc trưng của mỗi địa phương. Cực nhiều lựa chọn ẩm thực, tôi có thể ngồi ở bất cứ con phố nào để thưởng thức những món ngon, bổ, rẻ. Bạn có thể ăn uống, bạn có thể mua sắm, bạn có thể uống nước trên vỉa hè. Đối với tôi điều đó rất thú vị. Có nhiều quán cà phê và hàng ăn mà chẳng có ai ngồi trong nhà cả. Mọi người đều thích ngồi trên vỉa hè, thật độc đáo. Là một người Anh đã sống tại Hà Nội 5 năm, Dan Smith đã có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống trên hè phố của thủ đô. Anh vô cùng thích thú với những cửa hàng cắt tóc vỉa hè, vì đó là điều anh chưa từng thấy ở nơi khác. Tôi chưa thử cắt tóc, nhưng lấy dây tai ở ngay bên đường thì đúng là một trải nghiệm vô cùng khác biệt. Dịch vụ ổn mà giá cả cũng hợp lý nữa. Tôi nhận thấy khi đến kỳ nghỉ lễ, hoa được bày bán nhiều hơn, hàng hóa và hoạt động trên vỉa hè cũng phong phú hơn nhiều. Ngày thường thì tôi có thể ngồi trà đá ngắm phố với bạn. Trên diễn đàn du lịch Việt VPopWire, nhiều bạn bè quốc tế cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình với văn hóa vỉa hè Việt Nam. Bên cạnh đa số ý kiến thích thú và ngưỡng mộ, cũng có người cho rằng sự nhộn nhịp này không phù hợp với những ai đang tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng thư giãn. Rất độc đáo nhưng không phải dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn một kỳ nghỉ truyền thống và thoải mái hơn, hãy tìm điểm đến khác. Điều duy nhất mà tôi không thích lắm là khi đường tắc thì mọi người cứ lái xe lên lên xuống xuống, như thế khá nguy hiểm. Không chỉ xe máy mà thậm chí cả ô tô cũng được mang lên vỉa hè để đỗ. Thời gian vừa qua, các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh đã và đang tích cực thắt chặt quy định nhằm trả lại không gian vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Tuy nhiên, đa số khách quốc tế cũng cho rằng văn hóa vỉa hè không làm hình ảnh của Việt Nam xấu đi, mà điều quan trọng là cách quan tâm và quản lý hiệu quả để phát huy bản sắc nội tại của địa phương.